đồng đô la Mỹ tăng và giảm dựa trên tổng sản phẩm quốc nội, GDP của Mỹ. Có cơ hội cho cả phe đầu cơ giá lên và phe đầu cơ giá xuống vào thứ năm, sau một loạt dữ liệu ở Mỹ nói chung là vững chắc, mặc dù vẫn tiếp tục chỉ ra triển vọng tăng trưởng giảm tốc với lạm phát chậm lại, khiến các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược cho rằng Cục Dự trữ Liên bang ôn hòa khi họ đưa ra quyết định về lãi suất vào tuần tới, ngày 1 tháng 2. Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng sản phẩm quốc nội tăng với tốc độ hàng năm nhanh hơn, dự kiến là 2,9% trong quý 4 năm ngoái khi người tiêu dùng tăng cường chi tiêu cho hàng hóa. Chỉ số đô la Mỹ, DXY, tăng 0,246% lên mức cao 102,18 từ mức thấp 101,504, trong khi hợp đồng tương lai đang định giá xác suất 94,7% về việc tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào thứ 4 tới, và lãi suất qua đêm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed ở mức 4,45% vào tháng 12 tới. Con số này thấp hơn mức lãi suất 5,1% mà các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã dự đoán vào năm tới do kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng tăng với lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng lên 3,52%. Thủ tướng Nhật Bản Kishida thừa nhận quyết định chính sách tháng 12 của Boji là một điều chỉnh hoạt động. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết trong một lần xuất hiện vào thứ Sáu rằng ông thừa nhận quyết định chính sách tháng 12 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Boji là một điều chỉnh hoạt động nhằm tăng cường và duy trì hiệu quả nới lỏng tiền tệ một cách suôn sẻ. Ông nói thêm rằng tôi sẽ chọn một thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Boji thích hợp với trọng tâm là nền kinh tế. Phản ứng thị trường. USD trên JPY hiện đang giao dịch ở mức 129,75, giảm 0,34% trong ngày. Cặp tiền tệ này bị đè nặng bởi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng, CPI nóng hơn của Nhật Bản, thị trường chứng khoán châu Á, giao dịch đi ngang chờ quyết định từ Fed, chỉ số USD phục hồi, giá dầu tích lũy. Chứng khoán châu Á đang giao dịch gần, nhưng không thay đổi khi các nhà đầu tư chờ đợi công bố dữ liệu chỉ số giá chi tiêu, tiêu dùng cá nhân PCE của Mỹ để có định hướng thêm. Chứng khoán Nhật Bản đã thất bại trong việc thể hiện một hành động mạnh mẽ, mặc dù lạm phát của Tokyo đáp ứng các mức ước tính. Hợp đồng tương lai S&P 500 đã từ bỏ một pha NBA đà tăng được ghi nhận vào thứ năm, vàng mở ra cơ hội tăng thêm. Dữ liệu nhanh về thị trường tương lai vàng của CME Group cho thấy hợp đồng mở đã tiếp tục xu hướng tăng và thêm khoảng 11,7 nghìn hợp đồng vào thứ 4, đảo ngược cùng thời điểm với mức giảm trước đó. Thay vào đó, khối lượng bị bỏ lại phía sau hai lần tăng liên tiếp hàng ngày và giảm hơn 13 nghìn hợp đồng. Vàng đã tiếp cận mức 1.950 đô la. Giá của một ounce vàng đã tăng trong phiên giao dịch thứ ba liên tiếp vào thứ ba và lần đầu tiên kiểm tra khu vực 1.950 đô la kể từ cuối tháng 4 năm 2022. Sự gia tăng là nhờ hợp đồng mở phục hồi và ủng hộ việc tiếp tục tiến lên trong thời gian tới.